Nhóm kích động 200 học viên trốn trại bị truy tố đến 7 năm tù. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 5, Viện Kiểm soát Nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thanh Xuân, 28 tuổi, Nguyễn Trọng Tiền và Nguyễn Thanh Hùng về tội gây rối trật tự công cộng với mức án cao nhất 7 năm tù. Ba người này được xác định cầm đầu kích động gần 200 học viên trốn trại cai nghiện tại Bà Rịa Vũng Tàu hồi cuối năm ngoái. Xuân, Hùng và Tiền đều cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề Bà Rịa Vũng Tàu. Theo điều tra, ngày 8 tháng 11 năm 2016, nhóm này bàn bạc dùng hung khí khống chế bảo vệ, kêu gọi học viên cai nghiện trốn trại. Hôm sau, trong giờ lao động, họ cầm dao, tuyếp sắt, dùi cui, bắt đầu tấn công bảo vệ. Chúng la hét, hô hào các học viên khác về nhà thôi. Gần 200 người đi thành đoàn về cổng chính nhưng bị chặn lại. Thấy cổng sau lực lượng bảo vệ mỏng, họ lấy gạch ném đá chọi bảo vệ. Sau đó dùng tấm đan mương nước bằng bê tông đập vỡ tường rào, leo lên chọi bảo vệ để nhảy ra ngoài. Vài ngày sau, Xuân Tiến bị tạm giam, Hùng đến tháng 2 bị bắt.